xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy con búa của hãng Bosch với mã sản phẩm là GBH2-26DRE. Thì như các bạn thấy thì đây là bộ phận hộp của phần máy nha các bạn. Thì mình cũng có để sẵn ra cho các bạn xem trước đây, cho không phí thời gian của bạn. Thì bên ngoài thì có lớp giấy bảo vệ và bên trong là cái hộp nhựa nha các bạn. Là mã sản phẩm, mã QR, mã vạch để chúng ta phân biệt được cái thật hàng nhái nha các bạn. Bên cạnh đó thì hãng cũng cho chúng ta một cái thước đo và một cái phiếu bộ hành và một cái catalog hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết bên trong nha các bạn. Thì đây nhân vật chính của chúng ta, thì như các bạn thấy thì con máy với cái thân rất là nhỏ gọn nha các bạn. Thân thì được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp từ hãng Bosch và logo được in dập nổi ở hai bên nha các bạn. Hai bên được in dập nổi khá là đẹp và rất là chi tiết. Bên cạnh đó là phần tem để hiển thị cái mức mà mình gắn mũi này nha các bạn. Từng con tường thì gắn mũi bao nhiêu, từ 4 cho tới 26. Con bê tông thì từ 4 cho tới 68 nha các bạn. Còn con sắt thì 13mm. Và bên cạnh đó thì phần tem in thông số kỹ thuật của máy ở phía dưới nha các bạn. Và bên cạnh đó thì con máy thì được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp từ hãng Bosch, đầu cặp SDS Plus nha các bạn. Tiếp theo đó nữa là con này nó sử dụng tay cầm phụ thì được làm bằng chất liệu cao su rất là chắc chắn và nó giúp cho chúng ta cầm nắm không bị sợ chân giật máy và mồ hôi tay hay là dầu mỡ dính tay nha các bạn. Bên cạnh đó thì phần tay cầm chính cũng vậy, cũng được làm bằng cao su. Và phần đảo chiều thì được nằm phía phần trên phần công tắc để giúp chúng ta thao tác dễ dàng hơn. Phần công tắc này thì bằng công tắc bóp với chế độ tăng cấp độ nha các bạn, đa cấp độ. Còn về sợi dây điện nguồn thì sợi dây điện nguồn khá là dài 4m và hai chấu sử dụng nguồn điện 220V, giúp chúng ta dễ dàng thao tác ở trên nhiều vị trí xa nha các bạn. Và tiếp theo thì con máy này sử dụng công suất lên tới 800W và vòng 800W với cái vòng sử dụng dòng điện 220V, với cái vòng quay của nó lên tới là 900 vòng trên phút nha các bạn, khá là mạnh mẽ. Và cái lực đập của nó là 4000 ppm nha các bạn, 4000 ppm thì lực đập cho con búa. Thì bây giờ mình sẽ vận hành máy. Thì trước khi mình vận hành máy thì mình cũng nói thêm, nếu các bạn mua những cái hàng Bosch thì các bạn lưu ý là xem cái tem nha các bạn. Tem này là tem chống hàng giả của Bosch và tem bảo hành luôn nha các bạn. Nếu mà máy mà không có tem này thì là máy nhái nha các bạn. Đây, nên các bạn nên lưu ý phần tem này. Thì bây giờ mình sẽ vận hành máy chạy thử cho các bạn xem với 800W và với phần tua là 900 vòng trên 1 phút thì con máy này chạy có mạnh mẽ và cũng có cơ máy nha các bạn. Thì đây mình sẽ chỉnh qua cái chế độ con bình thường. Đây, bình thường. Đấy, như các bạn thấy thì công tắc bóp nó tự động thôi các bạn. Mình ấn nhẹ thì nó sẽ chạy với tốc độ nhẹ và mình ấn mạnh thì nó sẽ có tốc độ mạnh nhanh hơn các bạn. Thì con máy này thì với chế độ con tường thì rất là ok, chạy rất là êm. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ con bê tông nha các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy được, nghe được thì cái lực đập của con máy này nó rất mạnh nha các bạn. Và nó rất là đầm và nó không quá là nặng nha các bạn. Trọng lượng con này thì nó nằm khoảng đâu 2,7 kg thôi nha các bạn. Con máy này thì thường được dùng trong công trình hoặc trong thợ gia công cơ khí cho gia đình đều được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ con búa đây nha các bạn. Các bạn có nghe kỹ cái lực đập. Đấy. Thì nó có thể, con này thì với cái độ bền cao và tuổi thọ máy rất là cao, hàng chính hãng của Bosch
Đấy, khá là mạnh mẽ, rất là ưa chuộng. Thì cái mẹ sản phẩm này thì trên thị trường thì rất được ưa chuộng nha các bạn. GVH2-26DRE thì mình cũng vừa review xong cho các bạn một con máy con búa quẹn bot. Nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ đến số điện thoại truy cập được link website để mình tư vấn thêm.